Tủ sách nhỏ mến chào quý thính giả. Hôm nay, tủ sách nhỏ rất hân hạnh được gửi tới quý thính giả phần 3 của cuốn sách Đạo Trây Đinh, tác giả Vô Vi. Tủ sách nhỏ rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng một nút like và nhấn đăng ký kênh để tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn. Ngay bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 3, Chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm để đối chiếu giữa phần kiến thức đã học hỏi với các trải nghiệm thực tế để dần phát hiện ra sự thật nằm sau các hiện tượng đối với bạn đọc mới làm quen với nghề trading thì khá khó khăn bởi bạn có thể chưa nắm bắt ngay được các nguyên lý giao dịch cũng như chưa thấu hiểu các kinh nghiệm của các bậc thầy trong nghề đặc biệt là yếu tố tâm lý trong trading tuy vậy bạn vẫn có thể chiêm nghiệm sau này khi đã va chạm đủ lâu với thị trường Phần này tôi xin biên soạn lại một số kinh nghiệm đắt giá của Jess Livermore, nhân vật tiêu biểu trong giới đầu cơ và Amos Hosterer, một bậc thầy của các trader thành công. Ngoài ra, tôi cũng biên dịch lại 50 nguyên tắc giao dịch kinh điển của Wall Street và mở rộng so sánh nghề trading với võ thuật để thấy cái đạo dùng chung ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. 1. Jess Livermore Jeff Livermore sinh năm 1877, mất năm 1940, một huyền thoại của giới đầu cơ. Ông vốn phải vật lộn mưu sinh với nghề đầu cơ từ nhỏ, thành công và chết cũng vì nghề này. Những bước thăng trầm dữ dội trong nghề nghiệp của ông đã kết tinh thành những kinh nghiệm vô cùng sâu sắc và nhiều câu nói trong số đó đã trở thành châm ngôn cho các thế hệ đầu cơ sau này. Đoạn dưới đây ghi lại vắn tắt cuộc đời Livermore qua những thành công và thất bại trên thị trường. Lưu ý với quý độc giả, giá trị tiền tệ được quy đổi về năm 2009 có điều chỉnh theo lạm phát. Livermore sinh ngày 26 tháng 7 năm 1877 tại West Acton, Massachusetts. 14 tuổi, bắt đầu làm việc cho văn phòng môi giới chứng khoán Penny Warburg Co. ở Boston, với công việc ghi chép dữ liệu giá từ băng giấy sang bảng ít giá. 15 tuổi, giao dịch đầu tiên kiếm được 69,10 đô với cổ phiếu Burlington. Tích lũy được khoản tiền 22.149 từ giao dịch cổ phiếu và hàng hóa tại các đại lý giao dịch chui. 16 tuổi, Penny Warber Co. bắt buộc Jess Livermore phải chấm dứt đầu cơ tại các đại lý chui hay phải thôi việc ông đã chọn thôi việc. 20 tuổi, tích lũy được 221.490 đô do đầu cơ từ các đại lý giao dịch chui. 21 tuổi, chuyển về New York để giao dịch trên sàn NIS thông qua các công ty môi giới hợp pháp. Tài sản giảm xuống còn 55.372 đô. 22 tuổi, thua lỗ tất cả do giao dịch không thành công tại sàn NIS, đổ lỗi tại các giao dịch của mình bị thực hiện chậm vay mượn 11.074 đô và đến say Louis để giao dịch qua các đại lý chui. Ông quay lại New York với 55.372 đô, thanh toán khoản vay và giao dịch trở lại trên sàn chính thức và qua cả đại lý chui. 23 tuổi, vào đầu ngày, tài sản của Livermore vượt quá 1 triệu đô và vào cuối ngày điên rồ đó, Livermore phá sản. Máy điện báo đánh bại tôi vì thông tin quá chậm so với thị trường, sự khác biệt giữa giá in và giá thực tế đã làm hại tôi. 24 tuổi, Livermore quay lại các đại lý chui và công ty điện tín với ý định đặt cược và giao dịch trên sàn chứng khoán. Ông trở về giao dịch với vài ngàn đô la và thắng một cách ổn định. Công ty điện tín cố gắng lừa bịp Livermore và bị ông đáp trả đau điếng bằng cách làm giá các cổ phiếu thanh khoản thấp trên sàn NYSE và lấy được những khoản tiền lớn từ họ. Sau một năm thành công, Livermore kiếm đủ tiền để mua một xe hơi và sống theo lối sống sang trọng. Ông quay lại New York lần thứ ba với số vốn thuộc loại khá. 28 tuổi kiếm được 5,5 triệu đô từ bán khống cổ phiếu dựa vào một linh cảm trước vụ động đất ở San Francisco. 29 tuổi thua lỗ 885.960 đô do hành động theo sự mách bảo của S. Harding. 30 tuổi, Livermore bán khống trong một vụ sụp đổ thị trường và kiếm được 21 triệu đô. Mua một du thuyền và sau đó thua lỗ hơn 4 triệu đô trong giao dịch sợi bông cốt tông. 30 đến 31 tuổi, Livermore phá vỡ các nguyên tắc giao dịch của mình, nghe theo lời khuyên của một chuyên gia về hàng hóa, Percy Thomas. Mọi thứ trở nên tệ hại, tiếp tục phá vỡ các nguyên tắc của mình tăng vị thế đang thua lỗ về sợi bông và giảm vị thế đang thắng về ngũ cốc. Bị phá sản, bỏ New York và đến Chicago, nơi có một công ty giao dịch hiểu được khả năng của ông và cung cấp nguồn tài chính khá hạn hẹp để ông giao dịch. Sau đó, Dan Williamson, chủ một công ty giao dịch sàn chứng khoán mời Livermore về New York, giao cho ông nửa triệu đô la để tiếp tục giao dịch. Sau 3 tuần giao dịch, Livermore đã kiếm được 2 triệu đô. Williamson can thiệp vào việc mua bán lấy danh nghĩa của Livermore, nợ nần chồng chất. Livermore bỏ đi. 36 tuổi, sau nhiều năm thị trường đi ngang, không kiếm được tiền, số nợ của Livermore vượt quá 20 triệu đô. Ông tuyên bố phá sản. 37 tuổi, Livermore cầu xin Dan William giúp đỡ. Williamson cho Livermore một cơ hội nhỏ là giao dịch 500 cổ phiếu Livermore nghiên cứu bảng giá rất kỹ trong 6 tuần trước khi giao dịch. Ông cần phải nắm chắc 100% là giao dịch này sẽ có lợi nhuận. Livermore dùng đòn bẩy cao mua cổ phiếu thép Bethlehem Steel với giá 98 đô. Thép tăng giá do nhu cầu chiến tranh thế giới lần thứ nhất, giá tăng cao hơn so với kỳ vọng và ông mua tiếp ở giá 115 đô. Ngày hôm sau, ông bán ở giá 145 đô. Ông đã đạt được mục đích ban đầu là kiếm được một số vốn tương đối khá. 38 tuổi, sau nhiều tháng giao dịch thành công, tài khoản của Livermore đã đạt gần 3 triệu đô. 38 đến 39 tuổi, Livermore giao dịch gần như hoàn hảo. Mua khi thị trường lên mạnh và bán khi thị trường đảo chiều. Ông kiếm được trên 57 triệu đô và đi Pembeck để nghỉ đông 40 tuổi, Livermore kiếm thêm 24 triệu đô và thanh toán toàn bộ số nợ từ năm 1914. Ông mua khoản trợ cấp hàng năm trị giá 13 triệu đô để đảm bảo cho gia đình ông có một thu nhập an toàn ngay cả khi ông bị tay trắng lần nữa. Ông cũng ủy thác tiền bạc cho vợ và con trai. 44 đến 45 tuổi, Edwin phỏng vấn ông trong một loạt bài báo và sau này được biên soạn thành sách. 46 tuổi, chuyển về văn phòng được thiết kế riêng ở Hester, đại lộ số 5. Livermore muốn tránh xa những lời bàn tán và giữ những bí mật trong hoạt động đầu cơ của mình. 48 tuổi, vào năm 1925, Livermore mua 5 triệu bút sen ngũ cốc trong khi thị trường đang tăng điểm và khi thị trường đảo chiều, ông chuyển sang bán khống 50 triệu bút sen tại đỉnh, kiếm được 118 triệu đô. 52 tuổi, Thời điểm vĩ đại nhất trong cuộc đời Livermore, ông bán khống trong cuộc khủng hoảng năm 1929, kiếm được lợi nhuận khoảng 1,2 tỷ đô. 56 tuổi, người ta báo cảnh sát khi Livermore mất tích. Ông trở về nhà ngày hôm sau, bước đi không vững. Ông nói đã nghỉ đêm ở một khách sạn và thức dậy với đầu óc trống rỗng. Khi đọc các tựa đề trên báo chí về sự mất tích của ông và chữa bệnh cho ông, Bác sĩ của ông nhận định là ông mất trí nhớ. Livermore phá sản một năm sau đó và mất toàn bộ gia tài và người ta không biết điều này xảy ra như thế nào. Ông không sống thiếu thốn, khoản trợ cấp hàng năm đã giúp ông. Ông và vợ đi thuyền đến châu Âu với hy vọng giúp đầu óc thanh thản, tránh khỏi những rắc rối. 62 tuổi, Livermore viết quyển sách How to Stock cho những người muốn học cách giao dịch cổ phiếu. 63 tuổi, Livermore tự sát bằng súng. Ông đã chịu đựng sự trầm cảm và trong tờ giấy tuyệt mệnh, ông mô tả cuộc đời ông là một thất bại. Những chia sẻ tâm huyết của Z. Livermore trong cuốn Reminiscences of a Stock Operator tạm dịch là Những hồi tưởng của một nhà đầu tư chứng khoán. Một chỉ có điều mà người ta thực sự đã làm trong thị trường chứng khoán mới được tính đến, chứ không phải điều họ nói là họ sẽ làm. 2. Cách duy nhất mà bạn học hỏi thực sự từ thị trường là hãy đầu tư bằng tiền thật. Theo dõi giao dịch của bạn và nghiên cứu các lỗi lầm. Mổ xẻ lại các lỗi lầm là rất khó khăn về mặt cảm xúc, bởi vì nhà đầu cơ buộc phải nhìn xuyên qua các giao dịch tệ hại và ngớ ngẩn. Và chúng không phải là những ngớ ngẩn đơn giản chúng là những ngớ ngẩn mất tiền. Bất kỳ ai đã mất tiền do đầu tư kém cỏi sẽ thấy là việc rà soát lại những điều đã xảy ra là khó khăn như thế nào. Xem xét lại một giao dịch thất bại là sự tra tấn tinh thần nhưng cần thiết để cho nó sẽ không tái diễn. 3. Livermore từng bảo con trai, trading thành công luôn là cuộc chiến về cảm xúc đối với nhà đầu cơ, không phải cuộc chiến về sự thông minh. Ông biết rằng kẻ thù lớn nhất của ông chính là các cảm xúc của ông. 4. Khi được hỏi về điều gì làm nên một nhà đầu cơ giỏi, ông trả lời, chúng ta là tổng hợp các kinh nghiệm của chúng ta. Nó là năng khiếu nghề nghiệp, khả năng chịu đựng khi bám sóng, khả năng chứng kiến điều đang xảy ra mà không có cảm xúc, khả năng quan sát mà người khác không có, có trí nhớ tốt, vân vân. Bạn chỉ nên đầu cơ nếu xem nó là công việc chọn thời gian, không nghe theo bất kỳ kiểu mách nước nào dù bắt nguồn từ ai đừng bận tâm bắt đỉnh hay đáy đó là trò chơi dại dột hãy nắm giữ số mã cổ phiếu trong khả năng kiểm soát theo dõi sát nhiều mã cổ phiếu cũng khó khăn như dồn bắt cả bầy mèo nhanh chóng chấp nhận sự thua lỗ và đừng chìm đắm vào nó hãy học kinh nghiệm từ chúng và chấp nhận sai lầm cũng như cái chết là không thể tránh khỏi và chỉ ra tay quyết liệt thực sự khi phần lớn các yếu tố đang ủng hộ bạn. Thỉnh thoảng bạn phải giữ tiền mặt 100%, nghỉ ngơi, đi du lịch. Đừng cố gắng tham gia thị trường vào mọi lúc. Nó gây nhiều áp lực lên các cảm xúc của bạn. 5. Nhà đầu tư không thành công là người bạn tốt của sự hy vọng và đi đôi với sự tham lam khi tham gia thị trường chứng khoán. Một khi mua cổ phiếu, bạn hy vọng mùa xuân đã đến hy vọng vào điều tốt nhất và mong muốn tích cực là bản chất tự nhiên của con người sự hy vọng là một kỹ năng sinh tồn quan trọng nhưng sự hy vọng cũng như họ hàng của nó trong thị trường chứng khoán là sự ngu dốt sự tham lam và sự sợ hãi làm méo mó lý trí hãy xem thị trường chứng khoán chỉ giao dịch bằng các sự kiện thực tế lý trí và nó không bao giờ sai chỉ có trader sai giống như với bàn quay số viên bi nhỏ màu đen cho biết kết quả cuối cùng mà không phải sự tham lam sợ hãi hay hy vọng kết quả là khách quan và không bàn cãi tôi tin rằng đám đông muốn được dẫn dắt chỉ dẫn được bảo làm điều này điều nọ họ muốn sự bảo đảm họ sẽ luôn di chuyển theo số đông bầy đàn nhóm vì họ cần sự an toàn khi ở trong cộng đồng họ e ngại đứng một mình với ý kiến trái ngược như là chú bê đơn độc đứng trên đồng cỏ hoang vắng nguy hiểm bị chó sói rình rập. 6. Trước tiên, đừng lúc nào cũng đầu tư vào thị trường. Có những lần tôi giữ tiền mặt hoàn toàn, đặc biệt khi không chắc về hướng đi của thị trường và đang chờ xác nhận về chuyển động tiếp theo. Thứ hai, giai đoạn thay đổi của xu hướng chính thường gây thiệt hại cho hầu hết nhà đầu cơ. 7. Đợt giao dịch giớn sức cuối cùng với khối lượng lớn tạo ra một cơ hội tốt để bán hết các danh mục lớn. Hàng thanh khoản kém. Bán khối lượng lớn khi thị trường đang tăng điểm với khối lượng cao sẽ luôn luôn tốt hơn. Tương tự, đối với mua lại hàng sau một cú giảm điểm mạnh và nhanh. 8. Thị trường thường đi ngược với những dự đoán của nhà đầu cơ. Khi đó, nhà đầu cơ thành công phải từ bỏ các dự báo của mình và đi theo hành động của thị trường. Các nhà đầu tư khôn ngoan không bao giờ cãi lại thị trường. Chỉ có ý kiến là thường sai chứ thị trường thì không bao giờ. 9. Qua mọi thời kỳ thì con người về cơ bản hành động giống nhau khi tham gia thị trường. Là kết quả của sự tham lam, sợ hãi, ngu dốt và hy vọng. Đây là lý do tại sao các mẫu hình lập đi lập lại thường xuyên. 10. Mỗi cổ phiếu giống như một con người Nó có cá tính rất riêng biệt Sông sáo, dè dặt, dễ xúc động, dễ dao động, buồn tẻ, dẫn dắt, duy lý, dễ đoán hoặc khó đoán Tôi thường nghiên cứu cổ phiếu giống như nghiên cứu con người vậy Và sau một thời gian thì phản ứng của chúng trong một số tình huống nhất định trở nên dễ đoán biết hơn 10. Tôi tin rằng điều quan trọng là có kỷ luật để tuân theo các quy tắc của mình. Nếu không có các quy tắc riêng, rõ ràng và đã được kiểm chứng, nhà đầu cơ không có cơ may để thành công. Tại sao? Bởi vì nó giống như vị tướng không có chiến lược và không có kế hoạch tác chiến. 12. Nếu bạn mất ăn mất ngủ vì số cổ phiếu đang nắm giữ, bạn đã đi quá xa. Khi đó, bạn nên bán bớt số cổ phiếu đi, giảm đến mức độ bạn có thể ngủ ngon. 13. Tôi tin rằng bất kỳ ai đủ thông minh, tỉnh táo và chịu bỏ ra thời gian cần thiết đều có thể thành công trên Wall Street. Chỉ cần nhận thức đây là một công việc kinh doanh như các công việc khác, họ sẽ có cơ hội tốt để phát đạt. 14. Hãy ghi nhớ thị trường được thiết kế để lừa gạt hầu hết mọi người trong hầu hết mọi lúc. 15. Tôi luôn luôn hiểu rằng Tôi không phải là người duy nhất nhận biết thị trường chứng khoán là mỏ vàng lớn nhất trên thế giới đặt tại Manhattan. Một mỏ vàng mở cửa mỗi ngày, mời tất cả mọi người vào để khám phá và ra đi với các xe đầy thỏi vàng nếu họ có đủ khả năng. Và tôi đã thực hiện được điều đó. 16. Tôi tin rằng các cảm xúc cơ bản không được kiểm soát là kẻ thù đích thực và chết người của nhà đầu cơ. Sự hy vọng, sợ hãi, Tham lam luôn luôn hiện diện, ngồi trên bờ mép của tâm lý, trầu trực ở bên ngoài, chờ nhảy vào để kích hoạt cài sới trong trò chơi này. 17. Các thuật ngữ thị trường giá lên, giá xuống không nằm trong vốn từ của tôi, vì tôi tin rằng chúng tạo ra ý nghĩ mang tính cảm xúc về hướng đi của thị trường trong đầu người ta. 18. Tôi không bao giờ cố gắng dự báo thị trường. Tôi chỉ cố gắng phản ứng với điều mà thị trường mách bảo cho tôi biết thông qua hành vi của nó. 19. Tôi tin rằng không có cổ phiếu tốt hoặc cổ phiếu xấu, mà chỉ có cổ phiếu làm ra tiền. Tương tự, không có hướng giao dịch tốt, mua hay bán, mà chỉ có hướng giao dịch kiếm ra tiền. 20. Sự tham lam, sợ hãi, thiếu kiên nhẫn và hy vọng luôn tranh giành để làm chủ tinh thần của nhà đầu cơ sự thỏa mãn của tôi luôn đến từ việc đánh bại thị trường giống như khi giải được câu đố tiền thắng là phần thưởng nhưng đó không phải là lý do chính mà tôi yêu thị trường thị trường chứng khoán là thị trường to lớn nhất nơi có những câu đố phức tạp nhất và nó cho món lợi nhuận lớn nhất tiền không bao giờ thúc đẩy được tôi mà là trò chơi giải các câu đố đánh bại một thị trường đã từng gây bối rối và làm thất bại bao nhiêu bộ óc vĩ đại nhất trong lịch sử. Đối với tôi, niềm đam mê, hứng khởi, vui thú là đánh bại trò chơi. Một sinh vật bí ẩn, năng động, một câu đố hóc búa đối với mọi người ở Wall Street. 22. Hãy luôn ghi nhớ là bạn có thể thắng trong một cuộc đua ngựa, nhưng bạn không thể đánh bại các cuộc đua. Bạn có thể thắng một cổ phiếu, nhưng không thể lúc nào cũng đánh bại quân Street Không ai có thể. 23. Chính xác là tôi đã phạm sai lầm. Giao dịch bông sợi làm tôi thua lỗ, nhưng tôi cứ giữ nó. Giao dịch ngũ cốc cho tôi lợi nhuận, nhưng tôi đã bán hết đi. Trong số tất cả cái sai lầm đầu cơ ngớ ngẩn, ít cái nào nghiêm trọng bằng trung bình giá một giao dịch đang thua lỗ. Hãy luôn luôn bán đi cái làm cho bạn thua lỗ và giữ lại cái đang làm cho bạn có lợi nhuận. 24. Nếu tôi chỉ có tất cả là 10 đô và chấp nhận rủi ro toàn bộ số tiền đó, tôi đang liều lĩnh hơn nhiều so với chấp nhận rủi ro 1 triệu đô nhưng vẫn còn 1 triệu đô khác để dành. 25. Tôi có những người bạn nhưng công việc giao dịch của tôi luôn luôn là công việc chỉ có một người. 26. Điều đánh bại tôi là khi tôi không có sự chú tâm bám sát vào cuộc chơi của mình. Nghĩa là tham gia thị trường chỉ khi các điều kiện tiên quyết ủng hộ mình. Có những kẻ ngốc ngoài đời làm điều sai lầm mọi lúc, mọi nơi, nhưng cũng có kẻ ngốc quân chuyết cho rằng lúc nào cũng cần phải giao dịch. 27. Khi mức vay đã đạt đến giới hạn, việc đóng tự động các giao dịch của bạn là một loại lệnh cắt lỗ tốt nhất. 28. Trò chơi dạy tôi về trò chơi và nó không tiếc gì roi vọt cho tôi trong lúc dạy. 29. Nếu ai đó bảo tôi là phương pháp của tôi không hiệu quả, tôi sẽ thử kiểm tra nó để thêm chắc chắn. Nhưng chỉ có một thứ thuyết phục tôi bị sai là sự thua lỗ mất tiền. 30. Tôi chỉ đúng khi tôi kiếm được tiền. 31. Tôi không bao giờ cho phép sự vui thú xen vào công việc. Thua lỗ xảy ra là do tôi sai, chứ không do tôi đang phung phí sức lực, ăn chơi quá độ. Tôi không cho phép bất kỳ thứ gì lôi kéo tôi ra khỏi sự khỏe mạnh về tinh thần và thể chất. 32. Tôi cho rằng một bước tiến dài trong quá trình học hỏi của tôi khi tôi nhận ra lão Patrick liên tục bảo các khách hàng Ồ oh, bạn biết đây là một thị trường xu hướng tăng. Ông ta thực sự muốn bảo họ rằng đồng tiền lớn nằm trong các chuyển động lớn, chứ không nằm trong các dao động đơn lẻ. Có nghĩa là không phải trong việc đọc bảng điện, mà trong việc đánh giá tổng thể thị trường và xu hướng của nó. 33. Thị trường không đánh bại họ. Họ đánh bại chính họ bởi vì họ không thể ngồi im mặc dù họ thông minh. 34. Đối với tôi, sẽ là hiểm họa nếu không chú trọng vào xu hướng lớn mà cứ cố nhảy ra nhảy vào. Không ai có thể bắt được tất cả các dao động. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, cuộc chơi là mua và nắm giữ cho đến khi bạn tin rằng xu hướng tăng đã đến hồi kết thúc. 35. Hãy nhớ rằng cổ phiếu không bao giờ có giá quá cao để mua hay quá thấp để bán. 36. Giả sử ai đó mua vào 100 cổ phiếu và giao dịch bị thua lỗ ngay. Tại sao anh ta tiếp tục nghiên cứu và mua thêm nữa? Anh ta phải ngay lập tức hiểu rằng anh ta đang sai, ít nhất là tạm thời. 37. Tôi mua cổ phiếu chính bởi vì nó hội đủ các điều kiện làm tôi tin rằng giá lên, nhưng bạn thấy rằng nhiều người mang tiếng là thông minh tin rằng giá lên chỉ vì họ đang giữ cổ phiếu. Tôi không cho phép sự sở hữu cổ phiếu hoặc sự sở hữu trước kia tác động vào suy nghĩ của tôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn nhắc lại là tôi không bao giờ cãi lại thị trường. 38. Rõ ràng điều cần làm là chỉ mong giá lên trong thị trường tăng giá và mong giá xuống trong thị trường giảm giá. 39. Dĩ nhiên, nếu một người khôn ngoan và may mắn, anh ta sẽ không mắc lại sai lầm đó lần thứ hai, nhưng anh ta sẽ mắc phải sai lầm bất kỳ trong số hàng chục ngàn họ hàng anh em cô chú của nó. 40. Một vụ thua lỗ không bao giờ làm tôi rối loạn sau khi chấp nhận nó. Tôi quên nó chỉ sau một đêm. Nhưng sai lầm không chịu cắt lỗ sẽ là điều hủy hoại cả tiền bạc lẫn tinh thần. 41. Tôi giữ quá nhiều sợi bông đến nỗi tôi không ngủ được vì nghĩ đến nó. Nó làm tôi kiệt sức. Tôi có thể làm gì? Người bạn đã trả lời tôi, hãy bán để giảm mức bạn có thể ngủ ngon. 42 anh ta chịu rủi ro nửa gia tài trong thị trường chứng khoán mà không cân nhắc nhiều bằng khi lựa chọn một chiếc xe hơi hạng trung. 43. Thoạt nghe có vẻ dễ dàng khi nói rằng tất cả việc bạn phải làm là theo dõi bảng điện, vẽ ra các mức cản và sẵn sàng giao dịch theo hướng ít cản lực nhất. Nhưng trong thực tế, bạn phải canh gác nhiều thứ mà hầu hết lại là xuất phát từ chính bạn, có nghĩa là đề phòng bản tính con người. 44. Một nhà đầu cơ phải luôn chú tâm đến rút tiền ra khỏi thị trường và không đòi hỏi bảng điện phải theo ý anh ta. Không bao giờ cãi lại nó hay yêu cầu phải có lý do hay lời giải thích nào. 45. Sự sợ hãi ngăn bạn không kiếm được nhiều tiền như đáng ra bạn nhận được. 46. Cuộc chơi không thay đổi và bản chất con người cũng vậy. 47. Sau khi thanh toán hết nợ, Tôi dành riêng một khoản khá lớn cho chi tiêu hàng năm. Tôi quyết định sẽ không để bị hành hạ, lo lắng và bị âm tài sản lần nào nữa. 48. Giữa các mối nguy hiểm trong đầu cơ, sự xảy ra của điều không mong đợi, ngay cả có thể là điều không thể chấp nhận, chiếm thứ hạng cao. 49. Tôi giao dịch dựa vào thông tin riêng và phương pháp riêng của tôi. 50. Đồng thời, Tôi đã nhận ra rằng bảng điện là người mách bảo tốt nhất trong tất cả, là thứ thuyết phục nhất giữa tất cả người bán hàng. 51. Những kẻ thù chết người của nhà đầu cơ là sự ngu dốt, sự tham lam, sự sợ hãi và sự hy vọng. Tất cả quyển sách được tôn sùng nhất và tất cả các tài liệu của tất cả các sàn giao dịch trên trái đất đều không thể loại bỏ những điều này ra khỏi con người. 52. Bạn biết rằng, một tay cờ bạc chuyên nghiệp không tìm kiếm những ván bài mạo hiểm, mà cần những đồng tiền chắc chắn. Dĩ nhiên, những cơ hội mạo hiểm mang lợi nhuận lớn cũng tốt khi chúng tự đến. 53. Mọi người phải luôn luôn ghi nhớ các điều cơ bản trong giao dịch cổ phiếu. Khi một cổ phiếu đang tăng giá, không cần sự giải thích chi tiết tại sao nó tăng giá. Rõ ràng phải có sự mua vào liên tục để giữ cho cổ phiếu tiếp tục tăng giá. 54. Nhưng nếu sau một đợt tăng dài ổn định, cổ phiếu quay lại và bắt đầu từ từ đi xuống, thỉnh thoảng có đợt phục hồi nhỏ, thì rõ ràng hướng ít cản trở nhất đã thay đổi từ hướng lên sang hướng xuống. Tại sao mọi người đòi hỏi những lời giải thích? 55. Sau khi lăn lộn nhiều năm ở Wall Street, đã từng kiếm được và cũng thua lỗ hàng triệu đô, tôi muốn bảo bạn điều này. Không bao giờ sự suy nghĩ mang lại món tiền lớn cho tôi cả nó luôn luôn là nhờ sự chờ đợi năm mươi sáu chỉ có một bên của thị trường và không phải là bên tăng giá hay bên giảm giá mà là bên đúng năm mươi bảy khi tôi mong giá xuống và bán ra cổ phiếu thì mỗi lần bán phải ở nấc giá thấp hơn so với lần bán trước đó và ngược lại khi mua vào tôi phải mua vào ở các nấc giá tăng dần không mua theo nấc giảm dần năm mươi tám Mẫu hình giá nhắc bạn rằng mọi chuyển động giá quan trọng chỉ là sự lập lại tương tự. Rằng ngay khi bạn quen thuộc với biến động trong quá khứ, thì bạn có thể đoán trước và hành động một cách đúng đắn để thu được lợi nhuận từ các chuyển động sắp tới. 59. Người ta thường không mong được người khác bảo cho biết thị trường trong xu hướng tăng hay giảm. Điều anh ta mong muốn là biết chi tiết mua hay bán cổ phiếu cụ thể nào đó. Anh ta muốn lấy thứ gì đó mà không phải mất gì. Anh ta không muốn làm việc, ngay cả cũng không muốn suy nghĩ. 60. Tôi không bao giờ do dự khi bảo ai đó là tôi chờ giá lên hay chờ giá xuống, nhưng tôi không bảo người ta mua hay bán bất kỳ cổ phiếu cụ thể nào. Trong một thị trường có xu hướng giảm, tất cả các cổ phiếu đi xuống, và trong thị trường có xu hướng tăng thì tất cả đi lên. 61. Trong nhiều năm, tôi là nạn nhân của sự kết hợp đáng tiếc giữa sự thiếu kinh nghiệm, tuổi trẻ và không đủ vốn. 62. Trong nghề đầu cơ, sự mơ tưởng không thực tế là tai họa. 63. Thông điệp từ bảng điện là như nhau và hoàn toàn đơn giản cho bất kỳ ai chịu khó suy nghĩ. Nếu anh ta tự đặt các câu hỏi và xem xét các điều kiện, thì câu trả lời sẽ tự tìm đến. 64. Người ta bị đánh bại thường xuyên đến nỗi phải kinh ngạc về sự dai dẳng không chịu học bài học của mình. 65. Trong một thị trường mà giá chỉ đi ngang trong biên độ hẹp, việc cố gắng đoán hướng đi mạnh tiếp theo sẽ không có ý nghĩa. Điều cần làm là theo dõi thị trường và đọc bảng điện để xác định các mức cảm giới hạn mà giá dao động trong đó và quyết định sẽ không bận tâm cho đến khi giá phá vỡ mức giới hạn về một phía nào đó. 66. Bạn muốn đánh bạc mù quáng với hy vọng thu được một món lợi nhuận lớn hay bạn muốn đầu cơ một cách thông minh và kiếm lợi nhuận tùy ít hơn nhưng có xác suất cao hơn nhiều? 67. Thị trường luôn luôn trả tiền cho người nào đúng vào đúng thời điểm. 68. Người ta có thể đánh bại một cổ phiếu hay nhóm cổ phiếu vào một thời gian nhất định. Nhưng không ai có thể đánh bại cả thị trường chứng khoán. 69. Tôi phải mất hàng triệu đô la để hiểu rằng một kẻ thù nguy hiểm khác của Trader là dễ bị xúc động trước sự thôi thúc muốn tỏa sáng khi được tâng bốc một cách khéo léo. 70. Bạn phải hiểu thấu đáo chính mình nếu muốn giao dịch tốt trong các thị trường đầu cơ. 71. Quần truyết luôn luôn như vậy, chỉ có các túi tiền là thay đổi. 72. Khi thị trường đi ngược với bạn, bạn hy vọng mọi ngày đây sẽ là ngày cuối cùng như vậy. Và bạn sẽ mất mát nhiều hơn so với trường hợp bạn không nghe theo sự hy vọng. Và khi thị trường đi theo hướng của bạn, bạn trở nên sợ hãi rằng ngày tiếp theo sẽ lấy đi lợi nhuận của bạn và bạn thoát lệnh quá sớm. Một trader thành công phải đấu tranh chống lại hai bản năng sâu kín này. 73. Trải qua suốt thời gian đi theo ngày đầu tư, tôi thấy rằng Món tiền lớn không bao giờ kiếm được trong việc mua đi bán lại. Nó có được là từ sự chờ đợi. 74. Thị trường không bao giờ sai, chỉ có quan điểm là sai. 75. Trò chơi đầu cơ là trò chơi luôn hấp dẫn nhất trên thế giới, nhưng nó không phải là trò chơi cho kẻ ngốc, kẻ lười suy nghĩ, kẻ kém cân bằng về cảm xúc, kẻ mạo hiểm muốn làm giàu nhanh. 76 không được thực hiện giao dịch cho đến khi chính thị trường xác nhận nhận định của bạn. Hãy chậm một chút để bảo đảm nhận định của bạn là đúng. Nói cách khác, đừng là một trader thiếu kiên nhẫn. 77. Nếu giao dịch thứ nhất của bạn đang thua lỗ, việc thực hiện giao dịch thứ hai là liều lĩnh dại dột. Không bao giờ được bình quân giá các giao dịch đang lỗ. Hãy khắc ghi điều này vào tâm trí bạn. 78. Hãy nhớ điều này khi bạn đang không làm gì, thì những nhà đầu cơ cảm thấy cần giao dịch hàng ngày đang đặt nền móng cho cuộc chơi tiếp theo của bạn. Bạn sẽ thu được lợi nhuận từ các sai lầm của họ. 79. Khi bạn bị yêu cầu nộp tiền bổ sung, hãy đóng tài khoản lại. Không bao giờ được để tình trạng như vậy. Bạn đang bị sai trong thị trường. Hãy dành tiền cho một ngày khác. 80. Các trader thành công luôn luôn đi theo hướng ít trở lực nhất. Hãy đi theo xu hướng. Xu hướng là người bạn. 81. Một nhà đầu cơ khôn ngoan không bao giờ tranh cãi với bảng điện. 82. Tôi hoàn toàn tin rằng các mẫu hình vận động của giá được lập lại. Chúng là các mẫu hình tái diễn với vài biến thể nhỏ xuất hiện hết lần này đến lần khác. Lý do là thị trường được dẫn dắt bởi con người và bản chất con người thì không bao giờ thay đổi. 83. Khi mua vào, bạn phải xác định một mức giá mục tiêu rõ ràng để bán đi. Nếu thị trường đi ngược lại với bạn và bạn phải tuân thủ các quy tắc của mình, không bao giờ chịu đựng một giao dịch thua lỗ quá 10% số vốn của bạn. 84. Tôi luôn luôn đặt lệnh cắt lỗ trước khi thực hiện giao dịch. 85. Tôi thấy rõ là trong số hàng triệu người đầu cơ trong thị trường, chỉ có một ít người dành toàn bộ thời gian chú tâm vào nghệ thuật đầu cơ. Đối với tôi, nó là một công việc chọn thời gian, có lẽ còn hơn là một công việc. Có lẽ nó là một nghề cần năng khiếu, trong đó có nhiều người tham gia nhưng chỉ vài người phù hợp để thành công. 86. Các khoản tiền lớn kiếm được trong trading là do ngồi yên và chờ đợi không phải do suy nghĩ. Hãy đợi cho đến khi tất cả các điều kiện của bạn được đáp ứng trước khi thực hiện giao dịch. Tổ sách nhỏ thân ái gửi tới quý thính giả những chương tiếp theo trong quyển 2 Đạo Trading, tác giả Vô Vi. Amos Hostetter Amos Hostetter sinh ngày 27 tháng 8 năm 1902, mất ngày 30 tháng 1 năm 1977 là người đồng sáng lập công ty Commodities Corporation ở Princeton, Ray Penn. Công ty này là một trong những tổ chức trading có tầm ảnh hưởng và thành công nhất kể từ trước đó và đã được Goldman Sachs mua lại toàn bộ vào năm 1997. Đây là lò đào tạo mà nhiều trader giỏi nhất ngày nay đã từng học hỏi các tuyệt kỹ như S. Cota, Michael Marcus, Rob Kohn. Paul Turozon, Louis Bacon. Họ là những trader giỏi nhất và thành công nhất trên thế giới mà đã từng được biết đến. Amos Hostetter được xem là bậc thầy tư vấn thông thái đã truyền đạt sự khôn ngoan và kiến thức của mình cho các trader này, giúp họ vươn tới đỉnh cao trong nghề trading. Sau cái chết đột ngột của ông vì tai nạn ô tô vào năm 1977, ban giám đốc công ty Comoretis đã giao cho một trong số trader của họ. Morris tập hợp và ghi chép lại các nguyên lý vượt thời gian về thị trường và trading của Hesteyter. Những nguy hiểm trong nghề trading do bản tính con người: một, nỗi sợ hãi, lo sợ về lợi nhuận khiến người ta hành động quá sớm; hai, sự hy vọng, hy vọng một sự thay đổi các áp lực chống lại mình; ba, Thiếu tự tin vào sự đánh giá của riêng mình. 4. Không bao giờ ngừng suy nghĩ của riêng mình. 5. Một nhà đầu tư không phải trung thành với bên mua hay bên bán, mối quan tâm của anh ta là bên đúng. 6. Sự lười biếng làm cho trader không theo dõi sát sao thị trường được. 7. Mang tính cá nhân thì không gắn với sự kiện thực được. 8. Con người tin vào cái làm vừa lòng họ đừng một đừng hy sinh vị thế bởi các dao động hai đừng kỳ vọng thị trường kết thúc trong ánh hào quang hãy canh chừng những cảnh báo ba đừng kỳ vọng bảng điện là người diễn thuyết thấy ra điều gì đó không ổn là đủ bốn đừng bao giờ cố gắng bán ngay đỉnh đó không phải khôn ngoan hãy bán sau một cú đập xuống mà không thấy có sự phục hồi năm đừng tưởng rằng một thị trường đã từng bán ở mức 150 thì là phải rẻ ở mức 130. 6. Đừng đối nghịch với xu hướng thị trường. 7. Đừng tìm kiếm sự sập gãy đột ngột, hãy tìm kiếm những cảnh báo. 8. Đừng cố bình quân giá cho vị thế thua lỗ. 9. Đừng bao giờ giữ lại hàng thua lỗ và bán đi hàng có lợi nhuận. Hãy thoát ra với thua lỗ ít nhất và ngồi im để có lợi nhuận lớn hơn. Đề nghị một Hãy nghe theo kinh nghiệm của bạn, nghe thường xuyên. 2. Sự quan sát cho những mách bảo tốt nhất. Hãy quan sát hành vi thị trường và kinh nghiệm sẽ chỉ bạn cách kiếm lợi nhuận. 3. Mua vào lúc thị trường đang lên sẽ yên tâm. Điều quan trọng là không phải mua càng rẻ càng tốt hay bán khống được giá đỉnh mà mua đúng lúc và bán đúng lúc. 4. Hãy nhớ là thị trường không bao giờ quá cao để bắt đầu mua hoặc quá thấp để bắt đầu bán. Hãy để bảng điện chỉ cho bạn khi nào bắt đầu. Sau giao dịch đầu tiên, đừng thực hiện giao dịch thứ hai trừ phi giao dịch trước đã có lãi. 5. Khởi đầu đúng là thỏa thuận tốt trong mọi chuyện làm ăn. 6. Khi điều gì đó xảy ra ngoài kế hoạch của bạn thì phải tận dụng ngay cơ hội đó. 7. Trong một thị trường giá xuống, nếu sự sập giảm xảy ra đột ngột thì chốt lệnh luôn là khôn ngoan. 8. Chỉ bám vào sự kiện có thực và kiểm soát hành động tương ứng. 9. Điều gì có tính bất thường thì ít khi là một yếu tố mong muốn trong tính toán của trader. Nếu một thị trường không hành xử đúng, đừng chạm vào nó. Một số nguyên tắc chung và châm ngôn thị trường a à, một quy luật chung rất quan trọng là hãy chăm sóc các khoản thua lỗ của bạn và các khoản lợi nhuận của bạn sẽ tự chăm sóc chúng theo cách của hostator thì phải cảm thấy dễ dàng khi từ bỏ vị thế thua lỗ và phải cảm thấy khó khăn mới thoát ra khỏi vị thế đang thắng đây vừa là châm ngôn trading vừa là một công cụ quản lý vốn một trader cần các lệnh thắng lớn để bù trừ cho các thua lỗ và anh ta sẽ không có được các lệnh thắng lớn nếu không bán lấy xu hướng đến cùng. Không bao giờ để có bất kỳ phản đối nào khi nhận một thua lỗ, nhưng luôn phải có một lý do tốt trước khi bạn cho phép mình chốt lợi nhuận. B. Khi nghi ngờ, hãy thoát ra. Đừng chơi đánh bạc. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng sự nghi ngờ của bạn dựa trên điều gì đó thực tế, như yếu tố cơ bản, hành động của thị trường, vân vân và không phải chỉ dựa vào sự lo lắng của bạn về giá cả nếu chỉ có mức giá làm cho bạn lo lắng hãy bám chặt lấy vị thế đang thắng hoặc tệ nhất thì chọn mức cắt lỗ nhạy cảm hơn hãy dành cho xu hướng mọi cơ hội có thể để tăng lợi nhuận c tất cả xu hướng chính đều cần thời gian để diễn ra có những lúc mà cách giao dịch tốt nhất là chỉ ngồi yên mà không làm gì cả và để cho sức mạnh của xu hướng đứng sau lưng thực thi cho bạn trong khi những người khác tranh cãi nhau về các tin tức ngày qua ngày hãy kiên nhẫn d phản ứng gây ngạc nhiên của giá đối với tin tức là một trong những yếu tố dự báo đáng tin cậy nhất phản ứng tăng giá đối với các tin xấu hoặc ngược lại có nghĩa là tin tức đã phản ánh vào giá và chuyển động tiếp theo có lẽ sẽ theo hướng khác thực sự thì đây là một ví dụ của một nguyên tắc rộng hơn khi thị trường không làm điều mà nó nên làm thì nó có lẽ sẽ làm điều mà nó không nên và làm khá sớm lưu ý là sự bứt phá giả dù tăng hay giảm cũng được gộp vào nguyên tắc chung này lấy ví dụ là khi các mức thấp mới xuất hiện trong một thị trường giá xuống dài hạn thị trường nên đi tiếp với sự yếu ớt bởi nó là thị trường giá xuống nếu thay vì vậy nó lao lên nhanh chóng thì điều này là bằng chứng chống lại giả thuyết của thị trường giá xuống e khối lượng số lượng hợp đồng mở các chỉ báo ý kiến vân vân không có nhiều giá trị trong khi chúng có thể cung cấp thêm một chút xác nhận cùng với các yếu tố xem xét khác nhưng chúng không phải là bằng chứng tốt nhất và đôi khi sẽ gây bối rối hơn thay vì làm rõ nét ra f hosterer là người tin tưởng vào công việc đánh dấu trên các đồ thị giá hàng ngày đây là một công việc cần thiết giúp ông có được khả năng cảm nhận thị trường tất cả trader biết rằng họ đôi khi có cảm giác mạnh gần như chắc chắn mà một số người cho là trực giác và có lẽ nó đến từ sự kết hợp giữa các dấu hiệu quan trọng đã được học hỏi và hấp thụ nhưng không bao giờ họ tự nhận diện được rõ ràng công việc đánh dấu trên đồ thị hàng ngày sẽ cung cấp đầu vào quan trọng để sinh ra loại cảm giác này nếu một người lắng nghe tin tức trong ngày anh ta cũng phải chú ý đến điều mà thị trường nghe và cách phản ứng của nó sử dụng mắt tay giấy bút trong công việc ghi dấu sẽ giúp hình thành cảm giác thị trường giúp nó từ từ ngấm vào lấy ví dụ như nếu có một tin tức tích cực và thị trường đóng cửa cao hơn thì điều này thường đủ để ngăn chặn sự nghi ngờ tuy nhiên nếu giá đóng cửa không thể vượt qua mức giá tuần trước đó thì điều gì được rút ra trong trường hợp tăng giá kém như vậy điều này thật đáng nghi ngờ nhưng một trader không ghi dấu đồ thị thì có thể bỏ lỡ thông tin phản hồi tinh tế này của thị trường một số quan sát về giao dịch trên thị trường hàng hóa tương lai người ta có thể cho rằng giao dịch hàng hóa có lợi nhuận thì cần phải đoán đúng hơn một nửa thời gian dĩ nhiên bắt đầu với một ý tưởng giao dịch đúng đắn là bước đầu quan trọng nhưng bước tiếp theo mới khó hơn nghĩa là chuyển đổi ý tưởng này thành lợi nhuận trên tài khoản đây là chỗ mà hầu hết bị thất bại tôi thấy rất ngạc nhiên là bao nhiêu trader bắt đầu với một ý tưởng đúng đắn nhưng lại kết thúc không có lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi như kỳ vọng bởi họ vi phạm một số nguyên tắc giao dịch cơ bản đã được phổ biến rộng rãi nhưng lại chưa được áp dụng phù hợp để buộc trader phải áp dụng các nguyên tắc trading tốt đối với một vị thế hàng hóa. Tôi làm một bảng câu hỏi cần phải trả lời trước khi mở vị thế và đóng vị thế khi đang nắm giữ. Các câu hỏi trước khi mở vị thế một Bạn có nghĩ rằng xu hướng chính đã bắt đầu hay chuẩn bị bắt đầu với loại hàng hóa đang xem xét? 2. Giao dịch dự kiến có thuận theo chiều của xu hướng này không? 3. Bạn có nghĩ rằng chuyển động này sẽ là một chuyển động có giá trị ít nhất là 10% của giá hiện tại và kéo dài trong khoảng thời gian đáng kể từ 3 đến 9 tháng? 4. Bạn đã chọn được điểm cắt lỗ thực sự hay dự tính chưa? Mức giá bạn thừa nhận sai và chấp nhận lỗ. 5. Có phải chuyển động tiềm năng mà bạn dự kiến sẽ đạt lợi nhuận gấp đôi khoản lỗ phải chịu nếu cắt lỗ? 6. Có phải khoản lỗ bạn phải chịu nếu bị cắt lỗ tính trên số hợp đồng đang xem xét ít hơn 25% số vốn của tài khoản giao dịch? Nếu tất cả các câu trả lời là có thì hãy giao dịch, chỉ một câu trả lời không thì bỏ qua nó. Các câu hỏi trước khi đóng vị thế. 1. Vị thế có đang lỗ không? 2. Giá đã đạt đến vùng mục tiêu mà bạn kỳ vọng khi mở vị thế chưa? 3. Bạn đã nắm giữ đủ thời gian như đã nêu ở trên chưa? 4. Bạn đã bị thuyết phục rằng xu hướng chính đã thay đổi kể từ khi bạn dự đoán chưa? Nếu tất cả câu trả lời là không thì bạn phải nắm giữ vị thế của mình. Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào là có thì bạn có thể đóng vị thế. Nhưng bạn không buộc phải làm như vậy bây giờ là vài dòng giải thích cho lý do phía sau các câu hỏi này nếu bạn theo đuổi sự phấn khích hãy nhảy ra nhảy vào liên tục như bạn muốn nhưng tôi giả sử động cơ của bạn là lợi nhuận nếu vậy bạn chỉ nên giao dịch khi tồn tại xu hướng chính và chỉ thuận theo chiều của xu hướng không bao giờ bán khống để bắt nhịp lùi trong một thị trường tăng giá hay mua theo một đợt phục hồi trong thị trường xuống giá không bao giờ giao dịch trong một thị trường đi ngang không có xu hướng hãy hoàn toàn để thị trường ở yên đó cho đến khi bạn cảm nhận có một xu hướng bắt đầu rồi hãy chơi với xu hướng và điều rất khó làm là ở lại cùng với nó đừng vội chốt lãi khi một vị thế đã đi đúng hướng hãy bám thật chắc cho đến khi bạn nghĩ là toàn bộ xu hướng đã đến cuối đường đừng suy nghĩ về các chuyển động ở cấp thấp hơn thực ra đừng thèm theo dõi nó sát sao. Chỉ nắm giữ. Nếu khoản lợi nhuận 4 điểm giảm xuống còn 2 điểm, đừng hốt hoảng. Hãy để dành sự sợ hãi và hốt hoảng của bạn cho trường hợp vị thế bắt đầu thua lỗ hai xu. Trong trường hợp đó, hãy nhảy ra thật nhanh, càng sớm càng tốt. Hàng hóa là các thị trường chuyển động nhanh với đòn bẩy thấp. Vì thế, bạn phải quyết định trước là tại mức giá nào bạn sẽ giới hạn khoản lỗ của mình và phải tuân thủ quyết định đó. Cũng vậy, mức hở sườn trong bất kỳ giao dịch nào không vượt quá 25% số vốn trong tài khoản của bạn. Nếu khoản thua lỗ lớn bằng 50% số vốn của bạn thì rõ ràng là chỉ cần hai thua lỗ tiếp sẽ xóa sổ bạn khỏi công việc kinh doanh này. Đối với quyết định đóng một giao dịch, bạn cần lưu ý là các nguyên tắc của chúng tôi đã nói rằng bạn có thể hành động tùy theo các điều kiện nhất định lấy ví dụ như mục tiêu giá của bạn có thể đã đạt tới nhưng mục tiêu về thời gian thì chưa nếu bạn muốn giữ lệnh lâu hơn thì có thể chấp nhận được một vị thế đang đi cùng bạn có khuynh hướng tiếp tục đi cùng bạn và các đánh giá ban đầu của bạn về chuyển động này có thể là bảo thủ một thua lỗ do giữ lệnh quá lâu trong thị trường không phải là một trong các lỗi thông thường Thực tế, nắm giữ một vị thế đang có lợi nhuận lâu hơn một chút thì thường sẽ thắng hơn là thua. Rủi ro lớn là khi bạn đóng một vị thế tốt quá sớm. Thế nên, các câu hỏi của phần đóng vị thế ở trên sẽ khóa bạn vào vị thế để chờ một khoản lợi nhuận đáng kể hoặc cho đến khi được chứng minh là sai. Những nguyên tắc trading kinh điển 50 nguyên tắc giao dịch ngắn gọn dưới đây mang tính chất kinh điển của Warren Buffett đã được chứng minh qua thời gian. 1. Lập kế hoạch giao dịch. Giao dịch theo kế hoạch. 2. Ghi chép lại các kết quả giao dịch. 3. Giữ thái độ tích cực cho dù thua lỗ thế nào đi nữa. 4. Đừng mang thị trường về nhà. 5. Tiếp tục đặt ra các mục tiêu giao dịch cao hơn. 6. Các trader thành công mua khi tin xấu ra và bán khi tin tốt ra. 7. Các trader thành công không ngại mua cao và bán thấp. 8. Các trader thành công luôn dành thời gian rõ ràng để nghiên cứu thị trường. 9. Các trader thành công tự tách biệt họ ra khỏi ý kiến của những người khác. 10. Liên tục phấn đấu để đạt được sự kiên nhẫn, kiên trì, kiên quyết và hành động sáng suốt. 11. Hãy giới hạn thua lỗ dùng lệnh cắt. 12. Không bao giờ hủy lệnh cắt lỗ sau khi đã đặt nó. 13. Đặt lệnh cắt ngay khi mở lệnh mua bán. 14. Không bao giờ nhảy vào thị trường bởi vì bạn lo lắng do chờ đợi. 15. Tránh nhảy ra vào thị trường quá thường xuyên. 16. Thua lỗ chứ không phải lợi nhuận mới làm cho trader bỏ thời gian ra học hỏi. Hãy tận dụng mọi thua lỗ để nâng cao hiểu biết về quy luật vận động của thị trường. 17. Nhiệm vụ khó khăn nhất trong đầu cơ là sự tự chủ chứ không phải là dự đoán. Trading thành công là khó khăn và dễ làm nản lòng. Bạn là yếu tố quan trọng nhất trong phương trình đi đến thành công. 18. Luôn luôn giữ kỷ luật cho mình bằng cách tuân theo một bộ quy tắc đã lập từ trước. 19. Luôn nhớ rằng một thị trường giá xuống sẽ trả về trong một tháng tất cả những gì mà một thị trường giá lên phải mất 3 tháng để tạo dựng. 20. Đừng bao giờ cho phép một giao dịch đang thắng lớn biến thành thua lỗ. Hãy tự thoát ra nếu thị trường đi ngược lại 20% tính từ mức lợi nhuận cao nhất. 21. Bạn phải có một kế hoạch. Bạn phải biết kế hoạch của bạn và bạn phải tuân theo kế hoạch của bạn. 22. Hãy mong chờ và chấp nhận các thua lỗ một cách nhẹ nhàng. Những ai đắm chìm về các thua lỗ luôn luôn bỏ lỡ cơ hội tiếp theo mà có nhiều khả năng mang lại lợi nhuận. 23. Hãy chia tách các khoản lợi nhuận của bạn xuống mức giữa và đừng bao giờ rủi ro chúng hơn 50% một lần nữa trong thị trường. 24. Chìa khóa đối với trading thành công là biết chính mình và biết mức chịu đựng của mình. 25. Sự khác nhau giữa kẻ thắng, người thua không phụ thuộc nhiều vào khả năng bẩm sinh, mà là sự rèn luyện tính kỷ luật để tránh sai lầm. 26. Trong chơi đinh cũng như trong đấu kiếm, có người sống và kẻ chết. 27. Lời nói có thể là bạc, nhưng im lặng là vàng. Chơi đơ mà chạm được vàng, không nói về thành công của họ. 28. Hãy mơ, giấc mơ lớn và suy nghĩ rộng. Rất ít người đặt mục tiêu cao lên. Một người sẽ trở thành thứ mà anh ta nghĩ về nó suốt ngày. 29. Chấp nhận thất bại là một bước tiến đến thành công. 30. Bạn vừa cắt lỗ, hãy quên nó nhanh chóng. Bạn vừa chốt lời, hãy quên nó nhanh hơn nữa. Đừng để cái tôi và lòng tham ngăn che sự suy nghĩ sáng suốt và sự làm việc chăm chỉ. 31. Con người không thể làm bất kỳ thứ gì về ngày hôm qua. Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác mở ra. Cơ hội lớn hơn luôn nằm qua cánh cửa mở. 32. Bí mật sâu nhất đối với trader là hãy làm cho ý muốn của mình phụ thuộc vào ý muốn của thị trường. Thị trường là sự thật bởi vì nó phản ánh tất cả các lực tác động liên quan đến nó. Chừng nào mà anh ta nhận ra điều này thì anh ta được an toàn và khi bỏ qua điều này, anh ta sẽ thua lỗ và bất hạnh. 33. Vào lệnh mua bán thì dễ dàng hơn nhiều so với thoát khỏi nó. 34. Nếu thị trường không làm điều bạn nghĩ nó sẽ làm, hãy thoát ra. 35. Hãy nhận biết độ lớn của lệnh giao dịch mà bạn có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Đừng quá hăng với thị trường mà hãy xử sự với nó nhẹ nhàng bằng cách để cho tài khoản của bạn tăng ổn định hơn là tăng bộc phát. 36. Không bao giờ gia tăng vị thế đang thua. 37. Cảnh giác với mọi cố gắng bắt đỉnh hay đáy. 38. Bạn phải tin vào bản thân và phán đoán của mình nếu bạn muốn mưu sinh bằng nghề này. 39. Trong một trường hợp hẹp, thanh khoản kém, sự cố gắng dự đoán chuyển động mạnh tiếp theo đi lên hay xuống là không có ý nghĩa. 40. Một thua lỗ không bao giờ làm tôi bận tâm sau khi nó xảy ra. Tôi quên nó ngay qua đêm, nhưng khi sai lầm và không thừa nhận thua lỗ là thứ hủy hoại tinh thần và tiền bạc. 41. Không bao giờ tự nguyện đi khuyên ai khác và không bao giờ khoe khoang chiến thắng của mình. 42. Các sai lầm ngớ ngẩn nhất trong đầu cơ là bán đi cái đang cho lợi nhuận và giữ lại cái đang bị lỗ. 43. Đứng ngoài thị trường cũng là một vị thế. 44. Quan tâm đến phản ứng của thị trường đối với tin tức sẽ tốt hơn nhiều so với quan tâm đến bản thân tin tức đó. 45. Nếu bạn không biết mình là ai thì thị trường sẽ là nơi đắt giá để bạn tìm ra nó. 46. Trong thế giới đồng tiền, một thế giới được định hình qua hành vi con người thì không ai có ý niệm mù mờ nhất về cái sẽ xảy ra trong tương lai. Hãy khắc ghi từ này, không ai cả. Bởi thế, một người thành công không giao dịch dựa trên các chuyển động được giả sử sẽ xảy ra mà anh ta phản ứng với cái đang xảy ra. 47. Ngoại trừ các tình huống bất thường, hãy làm quen với việc chốt lãi sớm. Đừng tra tấn chính mình nếu giá tiếp tục chạy mà không có bạn. Các cơ hội không tiếp diễn lâu mà giả sử nếu có thì hãy tự an ủi mình vì có nhiều lần nhờ chốt lại sớm mà bảo vệ được lợi nhuận thay vì bị thua lỗ. 48. Khi con tàu bắt đầu chìm, đừng cầu nguyện mà hãy nhảy ra. 49. Hãy để mất quan điểm chứ đừng để mất tiền. 50 hãy khắc ghi tận xương tủy một bộ nguyên tắc giao dịch mà hiệu quả tốt cho bạn trading và võ thuật lý tiểu long đã vận dụng tư tưởng thiền và võ thuật và sáng tạo ra môn võ triệt quyền đạo và thật thú vị là chúng rất tương đồng với tinh thần của đạo trading về thị trường tài chính tôi xin diễn dịch lại tư tưởng của lý tiểu long qua những ngôn ngữ của trading một hãy để tâm rỗng lặng không hình, không dạng, giống như nước. 2. Sự ý thức của cái tôi là một trở ngại lớn nhất cho sự mua bán cùng nhịp với thị trường. 3. Nghệ thuật đạt đến đỉnh cao khi không còn bản ngã. Khi bạn không còn quan tâm, phải tạo ấn tượng thông qua công việc trading, nghề này mang lại sự tự do thực sự. 4. Tâm hồn của người nghệ sĩ được thấy rõ qua sự bộc lộ của anh ta. Quá trình giao dịch của một trader cho thấy sự phát triển về tâm thức của anh ta. 5. Hãy tiếp cận trading với mục đích rèn luyện tâm thức. Hãy quên đi thắng và thua, kiêu hãnh và tủi nhục. 6. Thua lỗ là công cụ để diệt trừ bản ngã. 7. Khi một người không bộc lộ ra được, anh ta không được tự do. Vì thế, anh ta bắt đầu vật lộn và đặt ra các cách thức mang tính phương pháp sau đó anh ta phản ứng bằng các cách thức này chứ không phải phản ứng bằng cái đang là tám chấp nhận chối bỏ và kết tội ngăn cản sự hiểu biết hãy hòa hợp tâm trí của bạn với của người khác trong hiểu biết và nhạy cảm để đọc được thị trường bạn phải ở trạng thái nhận thức không phân biệt hoặc phán xét không chờ đợi lý do để tranh cãi và hơn hết đừng bắt đầu từ một kết luận 9. Để hiểu chính mình, bạn hãy quan sát bản thân trong khi đang tham gia thị trường. 10. Dấu hiệu của sự nửa mùa là màu mè, dối rắm Dấu hiệu của sự hoàn hảo là đơn giản. 11. Thị trường luôn luôn chuyển động, luôn luôn thay đổi. Nếu trader bị dính mắc vào một quan điểm, anh ta sẽ không thể theo kịp biến chuyển của thị trường đang xảy ra. 12. Nếu không thường xuyên rèn luyện kiểm soát cảm xúc, trader sẽ dễ mất sáng suốt vào những thời khắc quyết định khi áp lực giao dịch tăng cao. 13. Hiểu về tâm thức mình thông qua trading rất có giá trị không chỉ đối với thành công trong nghề nghiệp mà còn trong cuộc đời. 14. Một trader phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản thân và chấp nhận mọi hậu quả do việc làm của mình gây ra. 15. Chính bản ngã kháng cự lại một cách cứng nhất với những tác động từ bên ngoài và chính cái bản ngã cứng nhất này làm cho trader không chấp nhận thực tế của thị trường đang diễn ra trước mặt. 16. Thị trường không phải đối thủ của tôi vì cái tôi không tồn tại. 17. Mỗi cá nhân có tính cách khác nhau và cần được huấn luyện theo cách thức khác nhau. Bạn phải tìm kiếm phương pháp giao dịch phù hợp nhất với khả năng của mình và phát triển nó. 18. Trưởng thành là nhận biết về cái bản chất sâu thẳm trong mình. 19. Trading không nên nhắm đến sự giàu có, mà nên là con đường để mở ra các bí mật của cuộc sống. Bạn có thể hiểu thấu người khác chỉ khi nào bạn nhìn thấu chính mình, và trading là một bước để hướng đến hiểu biết đó. 20. Nếu bạn muốn hiểu sự thật trong trading, bạn phải bỏ đi bằng cấp, kiểu cách, định kiến sự yêu ghét. Khi đó, tâm trí bạn sẽ ngừng mọi xung đột và dừng lại. Bạn sẽ thấy một cách toàn thể và tươi mới. 21. Sử dụng không phương pháp như là một phương pháp, dùng không giới hạn làm giới hạn. 22. Học hỏi là quan trọng, nhưng đừng trở thành nô lệ của nó. Bất kỳ kỹ thuật nào dù hấp dẫn và đáng giá đến đâu cũng trở thành bệnh tật khi tâm trí bị ám ảnh vào nó. 23. Dù bạn làm bất kỳ công việc gì mà vẫn chưa thư thái được, thì bạn chưa đạt đến mức độ nhuẩn nhuyễn. 24. Khi đối diện thị trường, trader chỉ sẵn sàng mà không căng thẳng, chỉ linh hoạt mà không suy nghĩ, cũng không mơ màng, không cứng nhắc. Anh ta phải hoàn toàn tĩnh lặng và tỉnh giác, sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. 25. Hãy là chính mình tin vào bản thân, không sao chép tính cách từ các trader thành công khác. 26. Không bản ngã, không suy nghĩ, không dính mắc, hòa nhập với thị trường theo những kỹ thuật đã luyện thuần thục. 27. Đừng bao giờ chủ quan, ngay cả khi bạn lên kế hoạch kỹ lưỡng. 28. Đừng giao dịch quá độ, cần phải có lý do thích đáng cho mỗi giao dịch. 29 hãy nhớ rằng các giao dịch thành công nhất bao gồm đúng thời điểm, đúng vùng giá và dụng tâm sáng suốt. 30. Mẫu hình, mẫu nến, loại sóng, vân vân chỉ là phương tiện giúp trader tiếp cận thị trường. Khi đã hiểu được thị trường, trader nên bỏ nó đi và đừng vác nó trên lưng. 31. Không có đường tắt để thành công trong trading. Bạn phải cọ sát với thị trường lúc thắng, lúc thua để tiến về đích. 32. Sai lầm to lớn là suy nghĩ về thành công hay thất bại của giao dịch sắp tới. Hãy để nó tự nhiên và công việc của bạn là vào đúng nhịp. 33. Nguyên tắc vàng là không bao giờ xét đoán, phân tích phức tạp nhiều hơn mức cần thiết để đạt được kết quả mong muốn. Để đạt cùng một kết quả thì một biện pháp phức tạp sẽ cho sự thỏa mãn và thể hiện được trình độ cao của cá nhân, còn biện pháp đơn giản là dấu hiệu của sự tuyệt vời. 34. Trading là trò chơi của thời điểm, chiến thuật và sự lừa phỉnh. 35. Mỗi thời điểm của thị trường đòi hỏi tâm trí nhạy cảm mà liên tục thay đổi và thích ứng. 36. Phần lớn trader ham thích giao dịch quá độ, trong khi để hiệu quả thì cần phải kén chọn giao dịch. 37. Nếu muốn học trading thực sự, hãy giao dịch bằng tài khoản thật, số vốn nhỏ, theo dõi giao dịch và mổ xẻ các sai lầm. 38. Khi một người đã chín mùi trong nghệ thuật, anh ta sẽ không câu nệ về hình thức. Người trader sẽ không còn chấp vào định nghĩa, khái niệm, tên gọi khi đã hiểu bản chất của thị trường. 39. Sự tĩnh lặng trong môi trường tĩnh lặng không thực sự là tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng của trader sẽ được thể hiện khi anh ta đang đối diện trước các biến động của thị trường. 40. Nếu trader tuân theo các phương pháp một cách mù quáng, suy nghĩ của anh ta sẽ trở nên máy móc, phản ứng của anh ta sẽ cứng nhắc. 41. Bạn hãy quên đi kiến thức và các lệnh thắng thua để có thể trôi theo dòng chảy của thị trường. 42. Trader cần linh hoạt để nương theo sóng thị trường, chứ không phải thần kinh thép để chống lại nó. 43. Hãy để thị trường cho thấy nó muốn đi hướng nào và điều chỉnh nó chứ không bám lấy kế hoạch giao dịch cứng nhắc. 44. Thị trường đang ở trạng thái nào thì áp dụng chiến thuật giao dịch phù hợp với trạng thái đó. 45. Rèn luyện tinh thần là bắt buộc trong trading. Các kỹ thuật và phương pháp sẽ vô dụng nếu trader không có tâm lý giao dịch tốt. 46. Đối với tôi, điểm đặc biệt của nghệ thuật trading là tính đơn giản của nó. Càng đi gần đến sự thật, càng có ít chiêu thức. 47. Sự bứt phá. Tương tự như khi năng lượng được tích lũy từ từ dưới mức cản, đột nhiên phun trào ra ngoài. 48. Đừng chối bỏ phương pháp giao dịch kinh điển đã tồn tại theo thời gian để tạo ra các phương pháp mới và mắc kẹt trong đó. 49. Nếu ngưng bật mọi so sánh phân tích, trader sẽ cảm nhận được cái đang là của thị trường và khi đó anh ta có được sự bình an. 50. Kỹ thuật cao nhất là không có kỹ thuật. Động thái của trader đến từ động thái của thị trường. 51. Hãy học cách sẵn sàng hành động tại vùng cản quan trọng đến khi bắt được sóng. 52. Hãy biết sợ khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi. Khi một cơ hội xuất hiện, tôi không xông vào nó mà tự nó hút tôi vào. 53. Vị trí vào lệnh là tại mức giá mà thị trường sẽ phá vỡ khi nó bắt đầu chạy, chứ không phải vị trí trước khi nó chạy. 54. Không suy nghĩ, hãy cảm nhận. Bạn đừng quá tập trung vào dấu hiệu cục bộ mà bỏ qua sự sống động của toàn bộ thị trường. 55. Mối nguy hiểm của giao dịch demo là không đối diện với vấn đề tâm lý và đôi khi dẫn đến thiếu suy nghĩ. Nếu sự luyện tập bất cẩn trở thành thói quen thì trader sẽ gặp nhiều khó khăn khi giao dịch bằng tài khoản thật. 56. Áp dụng các mẫu hình, mẫu nến mà không có tính linh hoạt, thích nghi thì chỉ trói buộc trader sự thật nằm ngoài tất cả chúng. 57. Không có kỹ thuật hoàn hảo cho mọi tình huống của thị trường, chỉ có từng đối sách phù hợp cho mỗi tình huống. 58. Làm sao để có phương pháp và hệ thống nào đạt đến được cái đang sống? Có thể có con đường rõ ràng đi tới cái cố định, bất động, nhưng không phải đến cái đang sống. Đừng hiểu thị trường như một thứ bất động rồi nghĩ ra phương pháp để nắm bắt sự sống động của nó. 59. Kinh nghiệm của ngày hôm qua sẽ trở nên khô cứng vào ngày mai và mọi sự mô tả lại là không chân thực. Hãy chứng kiến sự thật của thị trường khi nó đang xảy ra. Không có quá khứ hay tương lai. 60. Bảy trader không muốn bị nhiễu loạn trong trạng thái luôn biến động của thị trường. Anh ta thiết lập một hệ thống giao dịch tạo khuôn mẫu hành động cho mình. Sau đó, anh ta bám vào khuôn mẫu đó và xem đó là sự thật của thị trường. 61. Trader nên quan tâm nhiều hơn đến sự biến động giá đang diễn ra của thị trường mà không phải là các thông tin, các báo cáo phân tích. Sẽ có nhiều tranh luận phù phiếm về các thông tin, dò xét các báo cáo, nhưng chúng không phải là chính bản thân thị trường. 62. Trader cảm nhận được biến động giá có thể giao dịch bất kỳ thị trường nào mà không phụ thuộc vào các dạng thông tin của thị trường. Bởi biến động giá thuộc về bản chất và nó đã mang tính hiệu quả. 63. Trước khi tôi nghiên cứu về nghệ thuật price Action, nến pin ba là P trên B, nến outside 3 là O trên B. Sau khi tôi nghiên cứu nó, nến p trên b không còn là p trên b nến o trên b không còn là o trên b bây giờ khi tôi đã hiểu nó nến p trên b chỉ là p trên b nến o trên b chỉ là o trên b 64 tấn công tốt là cách phòng thủ tốt nhất bám theo xu hướng đến tận cùng là cách tốt nhất để bảo vệ tài khoản 65 Tôi không nể phục người có kiến thức về hàng trăm kỹ thuật giao dịch khác nhau, nhưng tôi nể người đã tập luyện một kỹ thuật hơn 10.000 giờ. 66. Thời điểm ra vào thị trường phải được xem xét và rèn luyện dưới góc độ tâm lý hơn là dưới góc độ kiến thức và phân tích. 67. Hãy chọn thời khắc ra vào hòa hợp với nhịp điệu thị trường. Nó có thể đến từ một cảm giác bất ngờ dưới góc độ tâm lý hay từ vị trí cắt lỗ dưới góc độ kỹ thuật. 68. Khi quan sát chuyển động của thị trường, hãy hình dung các tình huống khác nhau và biện pháp thích hợp để phản ứng với từng tình huống. 69. Không phải tích lũy thêm mà phải xả bỏ dần. Hãy xả bỏ các kiến thức không cần thiết về thị trường. 70. Thấu hiểu những điều cơ bản và vận dụng chúng như một bậc thầy là bí mật thành công trong trading. 71. Sự phát triển chiêu thức không được tách rời khỏi các nguyên lý cơ bản. 72. Thời điểm ra vào thị trường chuẩn là bí quyết để gia tăng tài khoản. 73. Phương pháp càng có nhiều ràng buộc và phức tạp, cơ hội thể hiện tính tự do ban đầu càng ít đi. Các kỹ thuật giao dịch không nên quá máy móc, phức tạp và nhiều ràng buộc. Nếu bám lấy chúng một cách mù quáng, ta sẽ bị trói buộc trong sự hạn chế của chúng. 74. Nếu bạn phân tích quá nhiều về thị trường, bạn sẽ không thể giao dịch. Nhìn vào nỗi đau, đôi khi cuộc sống sẽ giáng xuống đời bạn những cú đánh đau đớn, nhưng điều đó cũng không hẳn là tồi tệ. Chỉ cần bạn có cách nhìn nhận đúng đắn, mọi kinh nghiệm đều ẩn chứa những cơ may. Thông điệp trên cũng là lời nhắn nhủ của tỷ phú, chuyên gia tài chính Ray Dalio trong một bài đăng trên Facebook, ông viết dù bạn là ai thì cũng không có cách nào tránh khỏi những đau đớn tổn thương trong cuộc sống đặc biệt nếu bạn đang theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng có thể bạn không tin nhưng những nỗi đau mà bạn phải vượt qua sẽ trở thành điểm may mắn nếu bạn tiếp cận nó đúng cách bởi vì khi phải tìm cách giải quyết những rắc rối bạn sẽ tiến bộ và trưởng thành chìa khóa thành công theo daniel nằm ở chỗ bạn cần rèn luyện thói quen phân tích tình hình nguyên nhân nào đã đem đến nỗi đau với bạn ông viết nếu bạn có thể phát triển khả năng phản xạ nhanh nhạy trước những tổn thương về mặt tinh thần nó sẽ giúp bạn trở nên vô cùng mạnh mẽ mọi sự sai lầm đều đem lại hậu quả nhưng khi bạn dám đối mặt chịu trách nhiệm và tìm cách khắc phục hậu quả tôi tin rằng sẽ chẳng còn trở ngại nào có thể ngăn bạn gặt hái thành công đó có thể là một thử thách lớn khi bạn đang chịu đựng những nỗi đau nhưng vẫn phải chiêm nghiệm nó do đó cũng trong bài đăng của mình vị tỷ phú đã đưa ra những điều nên làm khi bạn đang phải chịu đựng những rắc rối hầu hết mọi người đều sẽ trải qua một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn khi những vấn đề ập đến chúng ta vừa phải kháng cự lại nỗi đau vừa phải chú ý đến những thứ khác trong cuộc sống nên đôi khi sẽ lỡ bỏ những bài học về cách phản ứng lại với thử thách. Nếu bạn có thể phản ứng nhanh nhạy trước các vấn đề gây ra đau khổ, thì bạn thật tuyệt. Nhưng còn tuyệt vời hơn nếu chúng ta ghi nhớ nó như là một bài học kinh nghiệm cho lần thử thách sau. Là một chuyên gia tài chính sở hữu khối tài sản trị giá 19 tỷ đô, Daniel khẳng định mọi thành công của ông đều đến từ kinh nghiệm. Quỹ đầu tư Redwater mà ông thành lập hiện đang là quỹ đầu tư lớn nhất trên thế giới, với số tiền lên tới 160 tỷ đô. Mặc dù cực kỳ thành công trong thời điểm hiện tại, nhưng công việc kinh doanh của Dalio trong những năm đầu không hề suôn sẻ. Dalio ra mắt Redwater vào năm 1975 và đã tương đối thành công trong thời kỳ đầu. Nhưng ông gần như mất hết tất cả tiền bạc vào năm 1982 sau khi đánh giá sai hướng của nền kinh tế toàn cầu chia sẻ về quãng thời gian đầy đen tối đó. Ray Dalio nói, lúc đó tôi đã túng quẫn đến nỗi số tiền hóa đơn cho gia đình 4.000 đô cũng phải vay từ bố. Với một người đang trên đà thành công như Dalio khi ấy, có lẽ đó là điều đau khổ nhất trong cuộc đời. Nhưng hóa ra, ông lại coi đó là một cơ may. Tôi hoàn toàn khốn khổ và tuyệt vọng. Nhưng thất bại cũng dạy cho tôi, một kẻ liều lĩnh và táo bạo phải biết khiêm nhường. Nó giúp tôi biết lắng nghe những quan điểm khác để nhìn nhận vấn đề sâu sắc và toàn diện hơn. Trải nghiệm đau đớn đó đã khiến Dalio phát triển một chính sách được gọi là sự minh bạch triệt để mà ông đã áp dụng tại Breadwater. Ông nói rằng chính sách này tạo ra một môi trường dân chủ, một nền văn hóa mà trong đó những ý tưởng tốt nhất luôn thắng thế cho dù nó được đưa ra bởi ai như vậy, thất bại đau đớn đã không quật ngã được Trai Dalio, mà ngược lại, nó giúp ông mạnh mẽ hơn và thành công như ngày hôm nay. Trên trang cá nhân của mình, Dalio viết, những thử thách trong cuộc sống chính là bài kiểm tra hoàn hảo nhất cho sức mạnh của con người. Nếu bạn chưa từng thất bại, bạn cũng sẽ chưa từng đẩy bản thân mình đến giới hạn. Và nếu không thúc đẩy giới hạn của mình, bạn sẽ không đạt được mức năng lượng tối đa. Dalio cũng thừa nhận rằng học cách nắm lấy nỗi đau không phải là điều dễ dàng. Nhưng nếu bạn có thể làm được, chắc chắn bạn sẽ thành công. Như chính ông Tùng nhận định, nếu bạn chọn thúc đẩy bản thân bằng quá trình vấp ngã đầy đau đớn, bạn sẽ không ngừng tiến bộ, không ngừng hoàn thiện và sớm muộn cũng sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Tôi có một nguyên tắc: nỗi đau cộng nhìn lại bằng tiến bộ. Tôi là bậc thầy tạo ra những sai lầm. Tôi may mắn khi có 2 phần 3 số sự nghiệp của mình là đúng. Mỗi khi tôi mắc sai lầm, chúng trở thành những sai lầm đau đớn. Nhưng qua thời gian, tôi nhận ra rằng nhìn lại những sai lầm đó giúp cho tôi thêm kinh nghiệm. Dalio nói với Bucilis Insider Người ưa phản biện Phỏng vấn George Soros Ông mô tả thế nào về phong cách đầu tư riêng của mình? Sự riêng biệt của tôi là ở chỗ, tôi chẳng có phong cách đầu tư riêng nào cả, hay chính xác hơn, tôi cố gắng thay đổi phong cách của tôi cho phù hợp với hoàn cảnh. Nếu bạn nhìn vào lịch sử của Soros Quan tâm Phan, nó đã thay đổi tính chất nhiều lần. Trong 10 năm đầu tiên, nó hầu như không sử dụng những công cụ lớn. Sau đó, đầu tư micro trở thành chủ đạo. Nhưng rồi gần đây, chúng tôi bắt đầu đầu tư vào các tài sản công nghiệp tôi có thể tóm lược lại thế này tôi không chơi theo một bộ luật nào được đặt ra trước cả tôi tìm kiếm những thay đổi trong luật của trò chơi ông nói rằng trực giác là thứ quan trọng trong những thành công về đầu tư của mình vậy chúng ta hãy cùng thảo luận về trực giác ông có hàm ý gì khi nói rằng ông sử dụng trực giác như một công cụ đầu tư tôi làm việc với những giả thiết tôi lập ra một luận án về những chuỗi sự kiện được dự đoán trước và rồi so sánh diễn tiến thực sự của những sự kiện đó với luận án của mình điều đó cho tôi một tiêu chuẩn để đánh giá giả thiết của mình việc này đòi hỏi một chút yếu tố trực giác nhưng tôi chắc rằng vai trò của trực giác là cực kỳ lớn bởi vì tôi cũng có một nền tảng về lý thuyết trong công việc đầu tư của mình tôi có xu hướng lựa chọn những tình huống phù hợp với nền tảng đó tôi cũng cố khám phá ra những điều kiện của sự mất cân bằng Chúng sẽ tạo ra những dấu hiệu nhất định có thể thúc đẩy tôi hành động. Vì vậy, những quyết định của tôi thực ra là được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa lý thuyết và bản năng. Nếu anh thích, anh có thể gọi đó là trực giác cũng được. Thông thường thì mọi người nghĩ đến những nhà quản lý tiền nông như những người sở hữu sự kết hợp giữa trí tưởng tượng và khả năng phân tích. Nếu như ông chỉ chia tất cả các kỹ năng ra thành hai dạng đó, thì cái gì sẽ là thế mạnh nổi trội trong cá nhân ông trí tưởng tượng hay khả năng phân tích tôi nghĩ rằng khả năng phân tích của tôi hơi kém cỏi nhưng tôi thực sự có một khả năng phản biện rất tốt tôi không phải là một nhà phân tích chuyên nghiệp về sự an toàn tôi thích tự gọi mình là nhà phân tích về sự bấp bênh đó là một tuyên bố khiêu khích ý ông là gì tôi thừa nhận rằng tôi có thể sai điều này khiến tôi trở nên bất an cảm giác bất an sẽ cảnh báo cho tôi luôn luôn phải sẵn sàng để sửa sai tôi làm việc này ở hai mức ở mức trừu tượng tôi đã biến niềm tin về khả năng sai lầm của tôi trở thành nền tảng của một triết lý sống phức tạp ở mức cá nhân tôi là một người ưa phản biện luôn tìm ra những lỗi lầm trong bản thân mình cũng như ở những người khác mặc dù hay phản biện như vậy nhưng tôi cũng khá khoan dung tôi không thể thừa nhận lỗi lầm của mình nếu như tôi không tự tha thứ cho bản thân với những người khác mắc sai lầm là nguồn gốc của sự xấu hổ với tôi tự thừa nhận sai lầm của mình là xuất phát cho sự tự hào một khi chúng ta nhận ra rằng những hiểu biết thiếu hoàn thiện của mình là ước định của con người không có gì là xấu hổ nếu ta sai chỉ đáng xấu hổ khi nào ta thất bại trong việc sửa chữa những sai lầm của mình thôi ông có nói về bản thân mình rằng ông thừa nhận những sai lầm của mình nhanh hơn là những người khác nghe như có vẻ đó là một đặc điểm của nghề đầu tư ông trông đợi mình sẽ thấy điều gì nếu như ông sai như tôi đã nói với anh trước đây tôi làm việc với những giả thiết trong đầu tư tôi sẽ xem liệu diễn biến thực sự của những sự kiện có tương ứng với những kỳ vọng của tôi hay không nếu có gì sai tôi thừa nhận rằng tôi đã đi sai hướng nhưng đôi khi mọi thứ đi chệch hướng một thời gian ngắn rồi sau đó lại trở về đúng hướng. Làm sao ông biết được đó là trường hợp nào? Chính điều đó mới làm nên tài năng. Khi có sự trái ngược giữa những kỳ vọng của tôi với diễn biến thực sự của sự kiện. Không có nghĩa rằng tôi sẽ bán đổ cổ phiếu của mình đi. Tôi sẽ kiểm tra lại luận án và cố gắng xác định lại xem đã có vấn đề gì không ổn. Tôi có thể điều chỉnh dự án của mình, hoặc có thể tìm ra một nhân tố ảnh hưởng khác lạ nào đó vừa mới xuất hiện trong toàn cảnh. Rốt cuộc, tôi có thể sẽ lao vào cuộc hơn là quảng nó đi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không ngồi yên một chỗ và cũng không bỏ qua sự trái ngược đó. Tôi sẽ bắt đầu xem xét lại với đầu óc phản biện và nói chung tôi cũng khá lau cá trong việc thay đổi luận án của mình cho phù hợp với hoàn cảnh đã thay đổi mặc dù tôi cũng không hoàn toàn loại bỏ luận án đó ông cũng có nói về thú vui đi ngược lại tâm lý đám đông ông mong đợi dấu hiệu nào để xác định rằng liệu đã đến lúc để đi ngược xu thế là người hay phản biện như vậy tôi thường xuyên được coi là người đi trái chiều nhưng tôi cũng rất thận trọng khi đi ngược lại xu thế đám đông những lúc đó tôi đứng trước nguy cơ bị đè bẹp theo lý thuyết của tôi về việc tự củng cố bản thân lúc đầu nhưng cuối cùng thành ra là những xu hướng tự chuốc lấy thất bại thì xu hướng là khi bạn anh hầu hết đều đi theo một xu hướng những người đi theo xu hướng đó sẽ bị thương tại điểm uốn tức là thời điểm mà xu hướng thay đổi hầu hết những lần trước đây tôi là người đi theo xu hướng nhưng lúc nào tôi cũng nhận thức một điều rằng tôi là một thành viên của đám đông và tôi luôn trông chừng điểm uốn một kiến thức chiếm ưu thế bây giờ là thị trường luôn luôn đúng tôi đứng ở vị thế đối diện tôi giả định rằng thị trường luôn luôn sai ngay cả khi giả định của tôi thi thoảng mới sai tôi sử dụng nó như một giả thuyết để làm việc nó không dẫn đến việc một người nên đi ngược với xu thế chủ đạo ngược lại hầu hết mọi lúc xu hướng đều chủ đạo chỉ có thi thoảng có sai lầm được sửa chữa chỉ những dịp đó người ta mới nên đi ngược lại xu hướng nguyên nhân này dẫn dắt tôi tìm kiếm những kẽ hở trong mọi giả thiết về đầu tư cảm giác bất an của tôi được thỏa mãn khi tôi tìm ra kẽ hở đó là gì điều đó không làm tôi loại bỏ giả thuyết của mình mà ngược lại tôi có thể tiếp tục cuộc chơi với sự tự tin vững chắc hơn bởi vì tôi biết điều gì sai trong khi thị trường đúng Tôi đi trước đường cong. Tôi trông trừ những dấu hiệu mách nước cho tôi thấy rằng xu hướng có thể trở nên kiệt quệ. Sau đó, tôi sẽ tách khỏi đám đông và tìm một luận án đầu tư khác. Hoặc, nếu tôi nghĩ rằng xu hướng đã bị đẩy đi quá mức, tôi sẽ thử dò theo xu hướng ngược lại. Hầu hết, mọi lần chúng ta sẽ bị trừng phạt nếu đi ngược lại xu hướng. Chỉ ở điểm uốn của xu hướng, chúng ta mới được tưởng thưởng. Lời kết Bạn đọc thân mến, tôi chỉ là người góp nhặt cát đá để biên soạn tài liệu này, nên rất mong bạn bỏ qua lối hành văn thiếu mạch lạc để cảm nhận tinh thần xuyên suốt của đạo trading. Trading là một nghề hết sức đặc biệt và khắc nghiệt, đã đến với mỗi trader, chúng ta theo kiểu thuốc đắng dã tật vậy. Nếu chúng ta xem thị trường tài chính như một lò rèn tinh thần với lòng biết ơn, thì quả thật đây là nơi để học hỏi sự thật về chính mình với những vị thầy xuất sắc nhất tôi thực sự rất vui khi bạn đọc đến những dòng cuối này bởi bạn đã là người đồng đạo của tôi cùng hiểu biết và đồng cảm với tôi trên con đường đi từ công việc chơi đinh đến mục tiêu khám phá bản thân mình tôi đã bắt đầu với nghề chơi đinh và trải nghiệm cùng nó qua bao nhiêu vui buồn ngày tháng và giờ đây tôi đang từng bước trở về chính mình tâm thức tôi đang dần trưởng thành mỗi ngày tôi cũng từng bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi các bạn ạ thấy thấy tiếp tục thấy chỉ cần thấy để lại thế tiếp bừng sáng quý thính giả rất thân mến tủ sách nhỏ vừa gửi tới quý thính giả toàn bộ nội dung hai cuốn của bộ sách đạo trading tác giả vô vi tủ sách nhỏ rất cảm ơn quý thính giả đã có những lời động viên đóng góp ủng hộ cho tủ sách nhỏ chúc các bạn có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống tủ sách nhỏ xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn sách tiếp theo